Xin chào mọi người, cháu tên là Thuy. Năm nay cháu 9 tuổi, cháu đang sống ở Lào Cai. Mỗi sáng thức dậy, cháu thường cho gà ăn, chuẩn bị bữa sáng cho em và chuẩn bị đi học. Hàng ngày cháu đều đi bộ tới trường. Cháu thích đi học vì được gặp rất nhiều bạn bè. Môn học cháu yêu thích là môn toán. Cháu là thành viên trong câu lạc bộ toán do tổ chức cứu trợ trẻ em hỗ trợ. Kể từ khi tổ chức SC đổ bê tông cho sân trường cháu, cháu và các bạn có thể vui chơi an toàn. Trước đây, trường cháu không có thư viện. Kể từ khi SC cung cấp sách truyện, cháu và các bạn thường hay đến đọc truyện. Chiều đi học về, cháu với mẹ thường đi thư viện mượn truyện về nhà. Tối về, cháu thường phụ mẹ nấu cơm. Trước khi đi ngủ, mẹ thường đọc truyện cho hai chị em nghe. Cháu cảm thấy rất thích những quyển truyện do SC sáng tác. Sau này lớn lên, ước mơ của cháu trở thành cô giáo để dạy chú cho các bạn nhỏ.